Rồi, xin chào các bác. Hôm nay thì em có chiếc Honda ra. Chiếc này là một trong số những mẫu xe mới của Honda. Đây là bản RS nha các bác nhé. Bản RS, bản cao cấp nhất của Honda ra. Chiếc này của em thì sản xuất năm 2018 á. Màu trắng biển Hà Nội luôn. Chiếc xe này thì hiện tại em đang rao bán trên thị trường với giá là 550 triệu ạ. 550 triệu các bác nhá. Nội thất còn rất là mới ạ. Cái này thì nó cùng phân khúc với cả Toyota Yaris. Thế nhưng mà rất là nhiều người thích xe Honda ra này thay vì chọn Yaris. Tại vì thứ nhất là mẫu mới, thứ hai là cảm giác là ai nó êm ả hơn, nó không giật như đi xe Toyota. Chiếc xe này sử dụng động cơ 1.5, khá là tiết kiệm nhiên liệu. Trung bình thì chiếc xe này chạy cỡ khoảng tầm 100 km, khoảng cỡ khoảng 5 lít xăng nha các bác nhá. 5 lít xăng trên 100 km. Đấy. Nên các bác yên tâm về cái khoản tiêu hao nhiên liệu, rất là tiết kiệm luôn. Trang bị khá là nhiều option. Có đèn nổ này, điều hòa tự động này, cruise control, ga tự động. Đấy, chế độ nghe nhạc Bluetooth, rất là nhiều những cái option khác của chiếc xe Honda ra. Trên chiếc ra này thì có nhiều phiên bản. Đây là phiên bản cao cấp nhất, phiên bản RS. Đấy. Nó là một trong số những cái mẫu xe mà cũng có cốp khá là rộng trong cái phân khúc của nó. Thay vì đi Yaris thì cốp sẽ nhỏ hơn một chút. Lốp sơ cua thì chưa hạ nha các bác nhá. Đây, rất là mới ạ. Honda ra. Phiên bản hatchback ạ, rất là nhỏ gọn. Chiếc này rất là nhiều chị thích đi trong phố chiếc này để chở con nhỏ, rồi thì lái xe nó sẽ rất là gọn. Và tầm quan sát của chiếc xe em thấy là khá ổn. Chiếc xe này của em chạy được hơn 20.000 km một chút nha các bác nhá. Gọi là 20.000. Đấy. Chiếc xe này thì vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu và nhỏ gọn, đi trong phố thì rất là tiện. Khoảng cách cầm lái nó cũng rất là hợp lý. Gương chiếu hậu rồi mọi thứ. Nói chung chiếc này em thấy ổn. Đấy, điều hòa thì cảm ứng luôn. Những cái phím bấm này đều là cảm ứng nha anh chị nhá. Có camera lùi theo xe. Khoảng cách lùi nhìn cũng khá là rộng ạ. Đấy, mọi người có thể chọn chế độ nhìn luôn. Đấy, khá là hợp lý. Chiếc này thì rộng rãi, ổn định. Nói chung là ổn ạ. Xin phép xem nói ngắn gọn một chút nhé. Em có chiếc Honda ra sản xuất năm 2018, phiên bản RS cao cấp nhất. Hiện tại thì chiếc xe này em đang rao bán trên thị trường với giá là 550 triệu. Vẫn bao test cho anh chị, test hãng toàn quốc, check hãng toàn quốc. Đảm bảo là xe không đâm va, không gồm nước, máy móc nguyên bản. Mời anh chị bớt chút thời gian qua cả anh em xem xe để cùng trao đổi và thương lượng về giá cả. Em là Song Thảo, xin cảm ơn anh chị ạ.